Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến thực địa, nắm tình hình thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Cùng tham gia có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, đến 9 giờ sáng nay, mưa lũ đã làm 88 người chết, 85 người mất tích, gần 7.500 nhà dân bị vùi lấp, cuốn trôi và hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng huyện Bảo Yên có 46 người chết, 55 người mất tích, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí và tăng cường nhân lực, thiết bị cho công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời, có cơ chế đặc biệt để Lào Cai có nguồn lực đầu tư, hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên người dân Làng Nổ và người dân trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống. Động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đồng chí yêu cầu cần đảm bảo an toàn và các điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ. Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị địa phương tiếp tục tập trung cao độ tìm kiếm người mất tích, chăm sóc người bị thương, chăm lo đời sống cho người dân vùng lũ, không để người dân bị đói, chú trọng vệ sinh môi trường sau lũ. Dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao số tiền ủng hộ gần 3 tỷ đồng của một số cơ quan, tổ chức trung ương và quà cho các hộ dân bị thiệt hại tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.